Sẽ chia sẻ về cây xà lách ngồng này, hay là còn gọi là rau diếp thơm nhé. Đây là mình sẽ dùng cái lá này, các bạn dùng là các bạn để nấu này. Và cái phần thân này chúng ta sẽ lấy cái nõi này ra để chúng ta tước đi, bỏ cái sơ bên ngoài đi. Và sau chúng ta sẽ rửa sạch rồi cho mang đi phơi để làm một món ăn xào rất là ngon, hoặc là chúng ta dùng tươi để chúng ta xào cũng được, hoặc phơi đi để lấy cái nõi này chúng ta xào cũng được nhé. Còn cái lá này các bạn chọn những cái lá mà non, không bị già, ăn nó sẽ không bị đắng. Còn cái rau diếp thơm này ăn nó rất là ngon luôn, mùi thì thơm như mùi mùi lúa nếp nhé. Cứ tước hết này ra, sau mình tước cái thân này ra. Đây là một cái loại rau ở bên Trung Quốc người ta trồng rất là nhiều, ăn rất là giòn ngon đó, thơm đó. Khi mà làm cái lá này nó rất là thơm. Hôm nay mình lấy cái thân này để mình tước, và cái lá này mình chỉ lấy một ít mình ăn thôi, cái lá nó cũng già rồi ấy. Mùi rất là thơm ạ, mùi như là mùi lúa nếp ấy. Chúng ta tước, chúng ta lấy cái phần thân dùng để xào luôn, hoặc là chúng ta phơi đi, xong chúng ta nhờ sau là khô hoặc chúng ta xào. Đó, giống như rau tiến vua ấy, khi mà phơi xong ấy màu xanh rất là đẹp, giống rau tiến vua ấy. Những cái thân này nhá, chúng ta sẽ gọt đi, thân bên trong rất là ngon luôn, xanh ngon. Bên Trung Quốc cái thân của nó nhìn rất là to vì người ta trồng đất là tốt đấy, mình trồng nó không được to lắm, ăn thì nó vẫn ngon như vậy, nó rất là thơm. Chúng ta tước hết đi, hoặc là chúng ta rửa sạch, chúng ta thái ra rồi chúng ta mang đi phơi nhé. Đấy, chúng ta có thể xào trực tiếp luôn, không cần phơi cũng được. Như phơi thì chúng ta sẽ bảo quản được lâu ấy. Đấy, cứ làm như vậy đến hết, xong mình đang đi rửa sạch và thái nhé. Có thể dùng cái này các bạn thái ra các bạn xào luôn nhé, hoặc là các bạn mang đi phơi. Nếu phơi thì chúng ta cứ thái to thì dày một chút, khi mà nó teo đi thì là vừa, thì nó vẫn giòn. Rửa sạch rồi, bây giờ mình thái ra vậy, đó, cho nó dài ra, sợi nó dài ra chút, mà nó dày. Thái như vậy đến hết nhá, sau đó chúng ta mang đi chúng ta phơi, nhìn rất là ngon luôn ạ. Khi xem phim Trung Quốc ấy, mình thấy người ta ăn cái rau này nhìn rất là ngon luôn. Hay nhà mình trồng được một ít để ăn lá ấy, thì mình chia sẻ luôn. Còn phần còn lại thì mình thái ra và đi phơi.
Rồi phần còn lại ít nữa thì chúng ta mang đi chúng ta xào với thịt. Phần rau này để mình mang đi mình phơi này, còn một ít này thì mình sẽ thái sợi ra để mình xào. Nhìn bên Trung Quốc người ta làm ấy, cái rau của người ta rất là to, rất là mập luôn. Khí hậu và ở mỗi nơi mỗi khác. Và cái rau này mình trồng để ăn ăn lá thế lên. Thân nó không được to ấy. Còn cái phần này mình thái sợi. Thái sợi xào với thịt. Mình chia sẻ cái loại rau này để cho các bạn biết là một cái loại rau nữa ấy. Và bây giờ ở Sapa này, ở mình này cũng bắt đầu trồng cái rau này rất là nhiều nhé. Rau này mình cái lá của nó dùng nhúng lẩu ăn cũng rất là giòn luôn. Các bạn thấy nó rất là ngon như này nhé. Và bây giờ mình sẽ đi phi thơm hành tỏi và mình xào với một ít thịt cái phần này, còn phần này mới mang đi phơi nhé. Hành tỏi phi thơm lên, sau đó cho một ít thịt lợn vào, chúng ta xào cùng với cái rau đấy. Đấy, các bạn cho thịt ngâm mỡ một chút vào ăn nó mới ngon ạ. Các bạn xào lên cho mình và mình sẽ ướp luôn, cho luôn gia vị vào cùng, hạt lêm, dầu hào và một chút xíu muối. Chúng ta xào cùng cho lửa to nhé, xào thịt. Cho lửa thật to lên chúng ta xào. Tiếp đến các bạn cho cái rau để vào nhé, chúng ta xào cùng luôn. Rau này nó rất là ngon luôn. Chúng ta chỉ cần xào cho hai cái này nó hòa quyện nhau là được. Thêm chút bột ngọt để tắt bếp. Món này tuy đơn giản ấy, nhưng ăn như này rất là ngon luôn. Cho thêm chút bột ngọt và bây giờ chúng ta cho vào đĩa và thưởng thức thôi. Món thịt xào này ngon, dễ ăn, thơm. Cái mùi của rau này, cái mùi của lép này. Bây giờ mình cho ra đĩa. Đây các bạn, một món ăn rất là đơn giản thôi nhưng mà ngon từ cái loại rau mới nhé. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ. Còn cái phần rau kia thì mình mang đi phơi ạ. Vài ngày nữa thì lại có rau khô để nấu ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.